Người ta sống tệ với mình càng phải tốt với họ. Khi ai đó đối xử tệ với mình thì vẫn cứ tốt với họ nếu có thể. Không phải là để chứng minh mình cao thượng, cũng không phải là để cho cả thế giới thấy mình thật tốt đẹp ra sao, còn họ tệ đến mức nào. Đối xử tốt với họ chỉ đơn giản là vì mình không giống họ. Không cần phải cố chứng minh rằng bản thân mình tốt đẹp thế nào, bởi vì thời gian sẽ tự làm điều ấy vào một ngày nào đó. Đối xử tốt với họ để cho họ biết rằng mình sẽ không bị họ ảnh hưởng tiêu cực, càng không vì họ mà vướng vào vòng luẩn quẩn của những sân hận. Đời người nó dài không dài, ngắn thì cũng không phải. Dành quá nhiều thời gian cho những điều thật tệ, có phải phung phí phút giây đáng ra dành cho những điều tốt đẹp rồi không? Người không tốt với mình càng phải tốt với họ. Khi tâm mình bình yên thì chẳng có sóng gió nào làm lung lay được.